Công việc hiện tại của Nguyên ơi. Nguyên sao Nguyên? Ủa Nguyên ơi, xã em rồi nè. Bình tĩnh Nguyên ơi. Xin ăn sashimi. Rồi xong rồi chứ. Nguyên ơi. Nhìn nó hơn. Thì hôm nay tiên tao té. Ấy Nguyên. Đúng chân. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với channel của tiên. Trời ơi, mọi người nhớ cái trời không hả? Hôm nay tiên đã quay trở. Hôm nay tiên đã quay trở lại với một video mới và có hai người bạn cũng mà quen không ta? Như có hai tụi mình thôi. Cũng ngồi y chang cái chỗ này luôn hả? Như tiên như có hai tụi mình là bạn. Cùng nhau như. Thì hôm nay tụi mình đã có tiên có hỏi trên Instagram của tiên là các bạn muốn hỏi Q&A gì về tụi mình. Và cùng đồng thời thì tiên có những cái món ăn hôm nay rất là nhiều món ăn. Ngon. Ngon giống nhiều, như là nhiều hôm nay nhiều. Hơi ít nhưng mà tại vì có một mình xin ăn cái này thôi. Tteokbokki nè. Trời ơi Nguyên ơi. Chết rồi. Rong biển để ăn chung. Bonchon. And yeah. Egg tart from yeah, Bonchon. KFC. Bonchon là một cái hãng rất là nổi tiếng lúc mà tiên còn đi du học ở bên Mỹ, là tiên ăn rất là nhiều. Ghê vậy, chị tiên du học ở Mỹ luôn ghê quá à. Đương nhiên rồi em. Chủ thế giới mà. She confirmed guys. No, I'm just kidding. Giỡn thôi. Để mọi người đợi lâu nữa, tiên sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Ăn nha. Ăn đi, đây ăn đi. Đói lắm rồi cái đó. Cái chén nước tương. Xin rất là thích ăn wasabi nha mọi người. Để tiên cho các bạn xem, hôm nay là thật sự là các bạn hỏi rất là nhiều. Không, mọi người hỏi nhiều lắm. Cho nên là tiên sorry nếu mà tiên Sen và Nguyên không thể nào trả lời hết được. Thấy không? Thường mà mình muốn trả... rất là nhiều luôn á. Cho nên là sorry các bạn nếu mà không thể trả lời hết nha. Tụi chị có phải là rich? Là rich gì em? Tụi chị có phải là rich hả? Không. My middle name is rich. Trần Rich Văn. Em muốn hỏi là mấy chị cứ mỗi tháng là hẹn nhau vô khách sạn ngủ như hồi đi học không phải không ạ? Hồi học nó có đi khách sạn? Không có luôn á. Làm sao mà ba chị có thể gặp được và chơi thân với nhau vậy ạ? Ok. Đây tụi chị đi học chung từ hồi middle school. Shane với Tiên học chung hồi lớp 8. Còn Nguyên á thì từ high school là lớp 9. Lớp 9 mới vô. Chín Nguyên mới vô mà. Sao vô trộn, cái đó trộn ngoại hay. Trời không có tan đều ra nè. Mà cái ngày Nguyên vô mắc cười lắm. Shane rất mental lắm. Sao mọi người có câu chuyện mọi người kể hoài vậy ạ? Có kể được. Thôi. Kể rồi hả? Nguyên học dễ á, còn kiểu ta hơi học dễ 3 tuần á. Ừ. Thì vì đầu tháng mình đi du lịch cho nên là nhập học trễ, vừa vô cái tuyến trường náo loạn. Tại vì mặt có già á. Ừ, nói trời, mặt cũng đẹp đâu. Ừ, già, không đẹp đâu. Già không thấy đẹp chỗ nào luôn á. Các chị đã trải qua bao nhiêu thất bại thì mới đạt được thành quả như ngày hôm nay ạ? Thành quả tình bạn hay là... Nếu mà nói in thành general... Thành quả, in general trong cuộc sống á. Xin nghĩ là Xin đã trải qua rất nhiều thất bại trong tất cả mọi mặt luôn á. Tình kiểu bạn, tình gia đình, yêu. Tình bạn, tình yêu là bị nhiều đột sự luôn á. Đúng rồi đó. Cho nên bây giờ mới là Xin mới tới một cái điểm mà Xin cảm thấy giống như là hài lòng với tất cả mọi thứ xung quanh á, mới thật sự cảm thấy hạnh phúc á. Giống như trong video của thằng Q&A á, có người cũng hỏi tao á là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời tao là gì. Tao nói tao không có khoảnh khắc nào đẹp hết đó. Chỉ có là kiểu bây giờ, thì sau này hỏi lại thì mới nói lại bây giờ là khoảnh khắc đẹp nhất. Đúng rồi, bây giờ thấy Sen đúng kiểu bình yên. Nhớ nói nha, tại vì lấy niềm yên, lấy hứng. Nhớ lấy này hứng đi, để đây nè. Sau này mọi người nhà đói lắm luôn á, mới ăn vậy luôn á. Ok. Thật ra tiên thì chắc là chưa trải qua một cái thất bại nào mà nhất định. Đúng không? Ừ. Ít nhất là về công việc thì chắc chưa. Công việc hiện tại của ba chị là gì ạ? Rồi, ai trước nè? Chị hiện tại chị có rất nhiều công việc. Công việc chính đầu tiên là hiện tại chị đang làm ở HSV Group. Là chị làm full time. Công việc thứ hai là chị có nhãn hàng riêng của chị, đó là Her Story. Và công việc thứ ba là YouTube. Hết rồi. Ai tiếp nè? Còn Shane á thì Shane làm YouTube. Với lại Shane có một tiệm nail, Shane vừa mới khai trương luôn được một tuần rồi đó mấy bạn. Cảm ơn. Và Shane là con gái của Petop. That is that a job? Còn Nguyên là ngoài YouTube ra thì Nguyên có phụ mẹ Nguyên làm bất động sản, thì Nguyên đứng ra làm giấy tờ. Thì người để gì đứng tên à? Đứng tên. Thì đó, thì tại vì ba với mẹ Nguyên thì hiện giờ là không có cái mặt địa lý là hơi xa, tại ba Nguyên bên Pháp.
mẹ ở đây, cho nên nếu mà có ký giấy gì á thì ba phải bay về, cho nên cái đó hơi bị bất tiện á, cho nên Nguyên đang đứng ra phụ mẹ cái việc đó. Đó. Ba chị đã bao giờ đi du lịch cùng nhau chưa ạ? Mình đi Hồ Tràm. À, bao giờ du lịch không? Hồ Tràm đi chưa? Hồ Tràm mất người. February đó. Rồi còn nữa, Đà Nẵng. Hội An. Sắp rồi nha. Sắp rồi hả? Lớp 11 đúng không? Tháng 12 là mọi người ơi. Mà tháng 12 là tụi mình sẽ chơi không? Plan nha. Rất nhiều luôn, cho nên mọi người đón chờ vlog của tụi mình nha. Yay. Câu này hay nè. Điểm gì ở người kia mà mình mong muốn có nhất? Wow. Hay nè. Tiên hả? Nguyên, để tao nói trước nha. Nguyên là dáng của Nguyên, mặt của Nguyên rất là đẹp. Nói không muốn ăn nữa không? Giữ dáng. Tướng Nguyên rất là đẹp, rất là hot. Sen hả? Sen gà tiên. Sự tự tin. Không thiệt mà. A lot of people wish. Tự tin nè. Rất là tự tin luôn á, giống như là cái childlike. Như cái đầu nó luôn á. Ừ, khoáng á. Rồi đó, xong rồi đó. Cái gì suy nghĩ đơn giản mà. Sen thích ở Nguyên á, thì thích cái mũi. Thích cái mũi của Nguyên. Còn thích cái tiên á là Sen thích hai cái má của Tiên á mọi người. Làm má luôn á. Rồi má Tiên là đúng má BB thật sự, nhưng mà không cần tiêm má BB. Còn mũi Nguyên là mũi sữa nhưng không cần sữa. Trời ơi trời. Rồi Nguyên là sao? Không hiểu. Nó sạch, nó cà khịa mày. Ai. Còn Nguyên hả? Nguyên thích cái dáng của Tiên không biết sao nữa. Thế hả? Ừ, tại nếu mà Tiên nó không có, nó ăn rất nhiều. Nhưng mà kiểu người vẫn không vẫn rất phẳng thiêu, kiểu nhìn thẳng nhìn nuột á, nó có bị động mỡ chỗ này chỗ kia. Có bụng nha. Có bụng hả? Không, mà chân Tiên thon lắm. Còn Sen không có luôn á má. Nguyên thích ăn hoài muốn mập. Đúng không? Thôi nhưng mà đối với Mi á, tăng cân mà không tăng cân được. Ba chị sẽ giữ mối quan hệ này như thế nào khi ba người ở xa nhau vậy? Có rồi luôn. Sao rồi, sao 4 năm đó? Sao rồi luôn, có luôn. Này gọi mỗi ngày luôn các bạn. Hơn bồ luôn. Gọi FaceTime mỗi ngày. Thề luôn, làm gì cũng gọi, ăn cũng gọi, ngủ cũng gọi. Nấu ăn rồi làm cái gì nó cũng gọi, nó kêu hi. Hi, I'm here. Ủa lúc vô ở Chicago với Tiên có gọi mấy mẹ? Có. Có đúng không? Có bảo hoài à. Thì giữ quan hệ là sẽ nói chuyện với lại đi với Nguyên mỗi ngày. Video call, nhắn tin này nọ chung á là còn hơn bồ luôn mấy bạn, nói chuyện nhờ sự luôn á. Bởi tao có bồ được luôn á. Ba chị có muốn đám cưới chung một ngày không ạ? Chắc không được. Trời ơi, đám cưới chung một ngày á, xong rồi sao đi đám cưới cùng nhau. Không được. Mà không mà cũng không thể nào đãi ba cái đám cưới trong một cái đám cưới hết á. Đúng rồi. Với lại nó không có đặc biệt nữa. Nó loãng lắm. Cho nên là chắc là Sen cưới trước nè. Cầm tới Nguyên không tới Tiền. Tại giờ chưa Tiền chưa có bồ. Em lỡ hết bạn thân bạn trai cũ rồi biết sao đây. Mong mấy chị gỡ rối với em. Bạn thân của bạn trai cũ hả? Bạn thân của bạn trai cũ. Xin thấy ba. Cái đó sẽ bình thường nếu như em không còn gì với người cũ của em nữa thì đó bình thường thôi cái nào. Đúng rồi. Cái đó không phải là tại vì kiểu mình chơi vô hay là mình làm gì hết nhưng mình mà nhưng mà thường chia tay trước bộ. Chia tay là đâu có làm bạn gì với người cũ. Nhưng mà như ta làm bạn với tất cả người cũ. Chắc là không bị điên lắm. Chắc là làm bạn hết. Chắc là không bị điên lắm nhưng mà. Oh well. Chị có thể chia sẻ cách mà chị có tiền để kinh doanh được không ạ? Thật sự là chị mượn, cái này chị mượn vốn từ ba mẹ trước. Thì sau đó thì khi mà chị bán được mà chị có lãi rồi thì lúc đó chị mới trả lại tiền vốn cho ba mẹ. Ba chị cho em xin vài lời khuyên trước khi đi du học được không ạ? Khuyên. Có lời khuyên gì không? Đừng nên đi. Lời khuyên chân thành đúng không á, theo cái kinh nghiệm của Sen á là được nên đi đúng không á? Chị nghĩ là no, sai, nên đi nha. Cái gì chứ du học nếu mà có điều kiện là nên đi. Tại vì thật sự là Tiên học được cái sự tự lập rất là lớn luôn. Rất là lớn luôn, có nghĩa là ở Việt Nam thì thật sự là rất là sướng rồi. Vậy mà đói là, ồ mẹ con đói hay là như nào đó là có đồ ăn rồi. Còn ở Mỹ có đói hay không thì cũng không có gọi mẹ được. Chỉ có tự mình vận động ra bếp nấu ăn. Không có lời khuyên về ít thôi. Về rồi tại về rồi không muốn đi. Đúng rồi. Vui lắm. Cái tiện qua đó mình thấy mình trong vắng. Dạ, vậy mới không muốn đi đừng đi. Nhưng mà thật sự nếu mà phải đi học á
ít về lại thôi, giống như là có dịp lễ gì á, 2-3 tuần vậy á, tôi nghĩ là về Việt Nam chơi mà về vậy. Nhưng mà cũng ít. Nhưng mà những cũng có nhiều người người ta đi là người ta thích đi luôn á. Chứ không có phải là như mình là lúc đầu đi thì kiểu rất buồn, hiểu không? Ừ, thật á, chưa quen. Thật á. Nhưng mà đi rồi vui rồi, cái tự nhiên về lại cái vượt qua lại cái nó buồn. Ừ. Ba chị chơi với nhau được mấy năm rồi ạ? À? 9 năm đúng không? 8-9 năm rồi. 9 năm. Nhiều biết là lâu dữ vậy. That's a really long time to know. 10 năm là diamond friendship. Yeah. Quá lâu. Chị ơi, her story của mỗi chị Tiên hay là ba chị đều là co-founder ạ? Của Tiên. Shane nắm 0% của her story. nghe hùng vĩ. Ba chị đều học AS ạ. Dạ đúng. Yes, American International School. Chị muốn nói một điều thôi, em thật sự ngưỡng mộ ba người xinh đẹp và tài năng. Cảm ơn em. Cảm ơn bạn. Cho em hỏi gia thế của ba chị là thế nào ạ? À? Gia thế là sao? Gia đình. Nhà chị là chủ của chủ hàng mới shop ở Việt Nam. Chị nói con này chắc 100 lần rồi. Nhà Tiên gần giống Sen. Nhà Nguyên gần giống nhà Tiên. Ok, mọi người biết vậy thôi được rồi ha. Ba chị lần đầu gặp nhau như thế nào ạ? À? Đúng rồi nè. Không, bây giờ nói tao Sen đi, giờ nói mày rồi. Lần đầu tiên gặp Tiên á là Shane thấy trời sao cái sao giống như là thường á, hồi đó Shane đi học á, bạn thân phải bạn mấy học sinh mới nè, lúc nào vô cũng giống như kiểu phải giống như là bắt chuyện, kiểu như là ô hello bạn học cái gì dạ hay nọ buổi trước Tiên vô im hả? Tiên im re, Tiên không nói chuyện, kiểu nó act cool thật sự luôn á, không nói chuyện, không tiếp cận ai luôn á, không tiếp cận ai luôn á, nhẹ giống Tiên. Tại vì á tính của Tiên khi mà Tiên gặp người lạ Tiên rất là ngại. Và 100% những người nhìn thấy Tiên là nghĩ là Tiên chảnh. Rất nhiều người lần đầu tiên gặp không thích Tiên. Tại vì nghĩ là trời con này nó chảnh dữ vậy, sao cái mặt nó chảnh mà Tiên rất là ngại. Không phải được Sen lại, Sen với lại bạn Sen lại nói chuyện chứ. Sen là gì? Christian. Hồi đó Sen đi học á. Thôi gan. Nghe tụi mình có nguyên cái gan chơi một nhóm. Ai mà kiểu đẹp quá là tụi mình sẽ nhận vô chơi chung. Trời ơi, nghe giống Minh rồi bà. Nghe Minh giống Minh Girls quá vậy. Trời nó khác gì đâu. Thế mà nhóm tụi mình nó đúng là càng ngày càng expand luôn á. Nhiều quá. Tới lớp 12 là trời ơi đông thật sự. Quá đông. Quá đông luôn. Tại Sen. Không, tại vì mà nguyên đám đứa nào cũng kiểu gái đẹp, xinh rồi. Đúng rồi. Xong kiểu mà... học giỏi đồ. Đấy. Chị ơi, làm thế nào mà bạn mình không thành thật cảm giác như đang cố vui vẻ khi cạnh mình ạ? À? Vậy là nó wow. Có một cái khoảng cách với em rồi. Đúng không? Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao thấy? Mày thấy á. Như đó giờ lâu lâu gửi mấy cái question á, cũng có nhiều người người ta hay bị friend problems á, mà sao thấy bạn bè bây giờ chơi á, người ta còn hơn người yêu luôn á. Kiểu như là cứ phải này nọ với nhau rồi, kiểu này nọ với mình chơi với bạn mình đâu còn phải. Đúng rồi. Phải như vậy đâu còn phải kiểu giận hay là không khó chịu không ra mặt. Nhưng mà mày nhưng mà mày nghĩ mình hồi xưa high school cũng vậy mà. Không phải lúc mình còn nhỏ hay mình khác. Thì mấy bạn cũng còn nhỏ mà. Mấy bạn cũng còn nhỏ mà. Sao câu hỏi cái gì vậy quên. Câu hỏi là cảm giác như thế nào khi mà một người kế bên mình cảm thấy như là không thành thật. Kiểu như là bị kiểu giả tạo á. Thì phải như thế nào á? Nói chuyện thẳng. Ừ, đúng rồi. Thẳng nhau luôn, hỏi là ủa bạn có vấn đề gì? Bị sao vậy? Vấn đề vậy nói ra để mình giải quyết, một là chơi được nữa thì mình không thì thôi. Hay là bạn cái bạn mà bị đang khó chịu á, bạn cũng không biết bắt đầu từ đâu để như là. Tại vì hồi xưa á mình đâu có dám nói đâu. Ừ, đúng rồi, tao không biết bắt đầu từ đâu. Đúng rồi, hồi xưa á. Đúng không? Đâu em nói được. Phải có xấu nhau. Đúng rồi. Phải có xấu nhau không luôn á. Tại vì mình không biết họ ê không lẽ một ngày đẹp trời ê, tao đang giận mày, tao thấy khó chịu mày đó. Tuy Nguyễn Xuyên là đã phải trải qua bao nhiêu lần khóc lóc ôm nhau. Tao xin lỗi mày rồi. Đó thì đó. Xin rất nhiều. Xin thật sự rất nhiều. Xin ôm tiếng. Cãi vã. Xin xin lỗi nhiều lắm luôn á. Mém đánh nhau cũng có. Quá rồi. Lúc nào cũng I'm sorry, I really love you and không như vậy mới vui á. Phải có vấn đề mới hiểu không? Ba chị nghĩ sao nếu ba chị yêu cùng một người? Wow, nghĩ chơi. Trời ơi. Sao ta? Nghĩ chơi hả? Thì hả? Rồi vậy con đi. Chưa. Nhưng mà phải tùy cái chuyện trường hợp nó như thế nào nữa. Ví dụ giống như thế mà nếu mà yêu cùng mà kiểu yêu đối phó nhau á. Yêu cùng như người đó cái yêu mình lại không mà là kiểu như là ba đứa mình đang nhắm một người hay là hai đứa kia thích một người hay sao đó thì biết tùy đó chứ. Không, tao nghĩ là giống như gì xin lỗi tình yêu không có lỗi với bạn thân á, thì cái kiểu đó là phải nghỉ chơi đó. Ừ, phải như vậy á. Còn cái này á, không Nguyên với Sen cũng đã từng thích một người mà. Giống Sen. Mình á.
không phải cái đó, cái là kiểu thích vui, thích chơi vui là đó. Nếu như một ngày một trong ba phản bội thì chị sẽ làm gì? Ngày đó đã xảy ra rồi và sẽ không có ngày đó đi đâu, tại vì phản bội thật á, phải phản bội thì phản bội không chơi nữa, nghỉ chơi giống vậy á, như like what happened with me như vậy. No, but you kind of phản bội rồi. Yeah, I kind of phản bội you. Nghĩa là chuyện nó không xảy ra đâu. Không xảy ra đâu thì nữa là mình lớn rồi. Ừ, mình lớn rồi mình không xảy ra nữa, trải qua cái đó hết rồi. Bây giờ cũng không có cái gì để phải xảy ra như vậy nữa. Giống như nãy sẽ nói á, giống như bạn bè thôi mà mình chơi thì mình kiểu như mình thương nhau, mình tốt cho nhau thôi, thì tại sao mình phải làm giống như đâu phải quen người yêu đâu mà cứ phải như này kia hay này nọ. Cho nên là chắc không có gì lớn lắm đâu, khó chịu thì cũng xíu như là ủa tại sao mày ở nhà hoài vậy mà không đi chơi hay là giống như vậy đó. Kiểu cũng không khó chịu được luôn gì luôn. Cũng phải khó chịu đúng không? Cũng không khó chịu luôn, giống như hiểu là hiểu rồi, lớn rồi đó, hiểu hết rồi đó, kiểu như là bây giờ thật sự thông cảm cho nhau luôn á, tại vì ai cũng biết ai cũng thương nhau thật sự đó, nên là không có dịp cho chứ. Tại tụi mình biết nhiều bao nhiêu chuyện, tưởng là nghỉ chơi luôn rồi mà vẫn quay lại, nên là không bao giờ. Hồi xưa không được gì đâu. Hồi xưa không được gì đâu. Hồi xưa là kiểu ơ mày đi không? Ok mày không đi hả? Xong mà ok thì thôi không mà quay là tao rủ nó mà nó không đi tao. Ừ. Thì có hả? Ủa chứ vậy? Đó tụi mình niệm hàng mày thôi. Mày á. Mày á. Mấy chị tìm được ước mơ mục tiêu sống của mình như thế nào? Rồi ba chị ước mơ sau này có gia đình như thế nào ạ? Wow. That's a good question. Trời ơi. Hay quá. Suy nghĩ á, xem tìm được mục đích sống của Jen á là từ hồi nhỏ lúc nào mình nói mình lớn mình cũng muốn làm celebrity á, mình muốn nổi tiếng á, rồi xem muốn kiểu được làm người nổi tiếng á. Cho nên là khi mà mình tìm được mục đích sống của mình á là khi mà mình bắt đầu làm YouTube thì mình thấy trời sẽ có nhiều người biết đến mình, rồi giống như là ý Jen muốn nổi tiếng thôi thì cuộc sống đơn giản hơn. Với lại á, mình có cái passion là như là mình thích cho mọi người biết về giống như là mình open về cuộc sống của mình này nọ. Cho nên là kiểu làm YouTube là đúng là một cái giống như nó rất hợp với cái tính của Shane luôn á. Kiểu giống như á là to show off my life and to have people know me. Hey. Còn sau này muốn có một gia đình như thế nào á thì á, Shane với ông xã lúc nào cũng nói tao này á, tụi mình cưới xong rồi sẽ có hai đứa con, một đứa trai, đứa con gái. Còn nếu mà xiên xiên á thì có thêm đứa thứ ba nữa. Xiên xiên hả? Xiên xiên nuôi á? Ba đứa thôi. Xiên nuôi á? Xiên nuôi. Video nào nó cũng nhớ ông xã. Em yêu ông xã. Rồi nữa hả? Người ơi, quần xìm mát à. Mệt. Thì cái Tiên, đối với Tiên thì khi mà Tiên tìm được mục đích sống là khi mà Tiên chọn cái đúng cái ngành mà Tiên yêu thích là ngành fashion, thì sau đó là Tiên luôn muốn là về Việt Nam, hoặc là nếu mà có ở bên Mỹ thì cũng sẽ mở một cái brand riêng hay làm trong cái nhãn thời trang hay như thế nào đó. Bạn ơi, mình đang cười đó bạn. Xong rồi về đây thì Tiên cũng thích mỹ phẩm nữa, đó là lý do tại sao Tiên cũng muốn làm YouTube. Xong rồi được làm ở công ty thì được các anh chị dạy bảo cho rất rất là nhiều. Có nghĩa là hồi xưa vô giống như là một con, giống như là không biết một cái gì hết á, mà vô đó thì mấy anh chị ai cũng thấy, ai cũng giỏi hết. Xong rồi thấy mình thấy kiểu chết rồi, vô đây mình không biết mình làm được không. Nên cuối cùng thì bây giờ thì cũng đỡ hơn hồi xưa được một xíu rồi. Cũng nói chung là improve hơn chút xíu. Đó là còn Nguyên mục tiêu sống của Nguyên là Nguyên thích, rất thích làm video, Nguyên thích tự tạo content, tự create content rồi tự edit video của mình. Rồi Nguyên thấy cái beauty á, mình cũng rất ai trong đám mình cũng thích mỹ phẩm, đúng skincare rồi, này nọ. Với lại Nguyên chọn làm YouTube là Nguyên nghĩ là nếu mà cái chủ đề Nguyên quan tâm và Nguyên có kiến thức về nó thì Nguyên cũng muốn san sẻ những gì Nguyên biết tới mọi người. Thì đó là cái mục đích của và cái cách mà Nguyên chọn được cái passion của mình. Chưa trả trời mấy cái câu có gia đình. Gia đình. Chị bị dính răng á mấy bạn ơi. Tiên liên quan. Tiên thì Tiên chỉ muốn có một cái gia đình rất là hạnh phúc. Thật sự là hạnh phúc. Rất là nhiều sức khỏe. Và kiếm được một người mà thật sự là khi mà mình có quá nhiều muộn phiền ở bên ngoài thì mình về mình luôn cảm thấy như là mình được ở nhà. Tao chưa nghĩ tới chuyện gia đình. Ôi trời kỳ vậy. Tao vẫn thấy tao thấy thích bay nhảy. Ôi Nguyên ơi, mình là bây giờ nhiều đứa bằng mình là đi cưới chồng luôn rồi. Con luôn rồi Nguyên. Nói ơi, không sao, mỗi người một sở thích mà. Có nhiều người ta muốn cưới trễ, có nhiều người ta muốn cưới sớm. Không, ý là kiểu có người thương người vẫn ấy, nhưng mà kiểu giờ ràng buộc qua một cái gia đình rồi có con chăm con á, thì cái công việc của mình sao như vậy. Đó.
Tao nghĩ bây giờ tao vẫn chưa có thể nào mà lo hai cái cùng một lúc được. Đúng rồi, mình không, thật ra là mình còn rất là trẻ. Rất là trẻ đó. Rất là trẻ. Cái tuổi là cái tuổi là đang phải đi đúng học hỏi đi làm. Không có thấy trẻ lắm. Xin nào muốn cưới hả? Làm gì muốn cưới chứ, mới có 22 tuổi à. Xin muốn xe đồ lắm đúng không ạ? Ti nói cờ yêu cả ba luôn. Tật yêu Ti. Yêu Ti. Tật xấu của ba má là gì? Những điểm của đối phương còn hoàn thiện hơn. Cái này mình có nói trong tật video. Tật xấu của mình hả? Trong video ba đúng rồi đúng không? Có. Mọi người chưa ai xem video đó thì sẽ để link ra đây. Love Ti. Hôm nào ba tụi mình sẽ làm chung video với Ti luôn nha mọi người. Ti dễ thương thật sự mọi người. Mọi người nhớ đón xem nha. Ti dễ thương. Đâu Ti dễ thương luôn á. Rất đẹp trai. Nãy giờ Nguyên khen Nguyên bị rạo rực nha mọi người. Không có được. Chị em không à. Là sao trời. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này của Ti. Nhân dịp đây thì Tiên thật sự rất muốn cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiên cũng như là bộ ba. Tại vì các bạn thật sự rất là thích coi tụi mình. Mình phải có cái tên nhóm. Ừ. Các bạn đặt đi. Thôi để các bạn đặt đi. Mọi người đặt em, tới mấy bạn đặt tên cho ba tụi mình nha. Ừ. Bữa mi có hơi đặt đó là The Alphas. She and Win. Ủa gì vậy? Win. She and Win. Nói chung là Tiên ba tụi mình sẽ để cho các bạn đặt tên. Rồi tụi mình sẽ tham khảo xem là cái tên nào hay nhất. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết tới đây cùng Shane và Tiên. Yeah. Và hẹn gặp lại các bạn ở và quên, mình nhớ follow Shane, Nguyên cũng như là Tiên đã chết. Ôi trời hay lỡ hơn nhớ rồi. Và subscribe channel của Tiên với Nguyên với Shane nha. Thumbs up video này. Học bài hả? Và comments cho Tiên biết mấy bạn muốn Tiên làm gì tiếp theo nha. Mọi người lên follow her story. Như là Annabella gạch dưới nail salon, New Jenny, Thiên Lý mà có 3 chữ I và Miss Trend. Cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye. Rồi che màn hình đi cho mày che.